Thế đấy thưa quý vị, trẻ nhỏ được yêu thương vì sự khờ dại, chưa hiểu sự đời của chúng. Nên nhiều người lớn chắc đã lầm tưởng rằng cứ sống ngây thơ hoặc là giả nét ngây thơ thì sẽ được cuộc đời ưu ái. Nhưng hãy tin tôi đi, ở đời có thể là vẫn còn cô bé quàng khăn đỏ, nhưng mà chẳng có con sói nào đóng giả thành bà ngoại mà không bị nhận ra đâu. Quý vị đang theo dõi Mục Điểm Tuần của Chuyển Động 24 giờ.